Thanh niên xăm trổ khóc lóc thì bị dẫn về đồn. Mắc cái xe mà lại khóc nữa. Đi đây. Ôi cho cháu đi. Đúng vậy. Cho cháu đi. Hai giờ đứng đây. Đâu hả? Ôi giống nhau không? Trời đó, mỗi xe cháu đi làm người cháu. Ôi cho cháu đi. Ôi sao khóc này. Bình tĩnh em, bình tĩnh, đừng vội vàng, không sao khóc thế. Đi ôm chú áo đỏ đi tao cho. Như vậy là một thanh niên xăm trổ đúng không ạ? Đấy, nhìn trông rất là dân chơi luôn. Thì không biết là chắc là do không đội mũ, đội xe là không gương cho nên là bị tổ công tác lập biên bản và dân xe về đồn. Đấy, chắc là cú sốc tinh thần nó khá lớn cho nên là em đã không chịu được và đã những giọt nước mắt đã tuôn rơi. Rồi cho cháu về đi, đưa xe về đi. Chê hôm nấy thôi. Rồi cho xe về đi. Ôi, đừng rồi, giang hồ đổ lệ, đấy, ngồi ngáo mà làm gì, ở đây vẫn ngoan hết nha. Các bạn chúng ta đăng ký kênh Tô Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.